Vâng, không ngóng thì báo đình xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì trong video này bên em sẽ test về cái chất âm của chiếc máy Bose 1008 Pro nha bác nhé, 8 TM. Đấy. Và con này thì bên em cũng đã có giới thiệu cho tất cả bác cái nội thất sản phẩm ở những video trước, thì các bác nào có nhu cầu muốn xem video xong nội thất sản phẩm và cũng như là hình ảnh nội thất thì các bác liên hệ và kết bạn Zalo qua số 707 cho cô Hồng nha. Bên em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho chi tiết cho tất cả bác tham khảo. Đấy. Và con này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 19.500.000, giá bên em đã bao ship toàn quốc cho tất cả bác. Dòng này thì nó không có quạt gió nha bác nhá, không có quạt gió nên là các bác tích hợp nghe nhạc của karaoke cực kỳ là êm. Chất âm của dòng Bose Pro này thì nó rất là hay nha bác nhá, rất là hay luôn. Đây, đây các bác nhìn này, cực kỳ đẹp luôn nha. Dãy đèn tín hiệu màu đỏ chớp cháy ở phía trước này, hai volume tinh chỉnh cho hai kênh công tắc nguồn, đèn báo hiệu hoặc như là quay sách, và cái mặt nó thì nó có hai màu tương phản, đó là màu đen và màu phay nhôm nha. Đấy, phay nhôm xước rất đẹp nha. Đấy, con này size nó rất khủng, size 3U nha bác nha. Rồi giờ thì em mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm. Em test với là đôi loa Yamaha C115V. Đôi này thì hiện tại đang có giá là 17.500 và đem bao ship nhé. Bát 40 một tiếp kèn nha bác nhá. Bát 40 một tiếp kèn. Đấy, logo Yamaha. Rồi, mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe nha. Dòng này thì tất cả bác tích hợp nghe nhạc rất là hay luôn nha, bass mềm mại và tiếng bass rất là chắc sâu, chép sáng trùng rất là sáng nha bác nha. Rồi thì với con này thì các bác ghép vào những đôi loa similar, những đôi loa full
của Mỹ, Nhật thì tiếng cực kỳ là hay luôn. À, hỗ trợ những cái đô lo mà thiếu bát cho tất cả các bác. À, rồi thì giá là 19.500, bên em bao ship tặng kèm theo một bộ da ba lăng. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ chúng Hùng qua số điện thoại trên màn hình nha. À, các bác xem kênh nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video, chia sẻ kênh. À, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác những video sau.